Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam gọi tắt Trung tâm cứu nạn thuộc cục hàng hải Việt Nam cho biết, ngư dân gặp tai nạn đứt lìa bàn chân trên biển được đưa về đến Đà Nẵng lúc 2 giờ 10 ngày 7 tháng 11. 13 giờ 43 ngày 6 tháng 11, Trung tâm cứu nạn tiếp nhận tin báo từ thuyền trưởng tàu cá 98.848 thí sinh đang hoạt động trên vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa. Theo đó, thuyền viên võ văn toàn sinh năm 1996, bị tai nạn lao động nghiêm trọng, đứt lìa bàn chân phải, bất tỉnh do mất máu nhiều. Ngoài việc hướng dẫn hải trình an toàn nhất để tàu cá 98.848 thí sinh khẩn trương chạy về đất liền trong tình hình cơn bão số 6 đang mạnh lên trên biển Đông, Trung tâm Cứu nạn còn phối hợp với Diện Y học biển để tư vấn y tế từ xa. 15 giờ 35, Trung tâm điều động tàu Sa 412 thường trực tại Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm cấp cứu 115 thành phố Đà Nẵng lên đường. Hơn 5 tiếng sau, tàu Sa 412 tiếp cận được tàu cá có người bị nạn. Anh Toàn lúc này ở trong tình trạng nguy kịch, hôn mê, có triệu chứng sốt nhiễm trùng. Chuyển nạn nhân Toàn lên tàu Sa để đưa về đất liền. Sau khi cấp cứu tại chỗ xử lý vết thương và ổn định tình trạng, nạn nhân được chuyển lên tàu Sa 412 để tiếp tục chăm sóc tích cực và khẩn trương đưa về đất liền.